Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần phân tích nhá. Rồi, đương nhiên, quên vừa nói một ý cũng rất đúng, đó là tôi phải có một cái câu dẫn. Câu dẫn này sẽ đóng cái vai trò đó là chuyển từ cái đoạn luận điểm 1 sang luận điểm 2 và để tôi bắt đầu mở ra cái tiếng thơ mà tôi chuẩn bị phân tích ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có này một cái câu dẫn như sau, như thế này ạ. Khi ta lớn lên, Nguyễn Khoa Điềm đã mở đầu trích đoạn thơ của mình bằng lời hồi đáp cho câu hỏi đất nước có tự bao giờ suy ra luôn cấu trúc câu dẫn này cấu trúc câu dẫn tên tác giả đã mở đầu bài thơ mở đầu đoạn trích của mình bằng cộng với một cái nội dung nào đấy mà liên quan tới cái câu thơ chúng ta chuẩn bị nói, đoạn thơ chúng ta chuẩn bị nói. Đây là một cái cấu trúc chị cho rằng rất đơn giản để các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng trong trường hợp các bạn bí. Các em nhá. Ok chưa? Rồi bắt đầu này. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, trích thơ. Em ơi. Bây giờ các bạn sẽ làm hộ chị Hiên một cái này nhá. Đó là chúng ta sẽ cùng nói một chút về các cái ý bởi vì các em đều hiểu rằng là gì ạ? Khi mà các bạn làm á, bên cạnh cái việc chia bố cục thì các bạn gạch các ý phân tích ra cũng rất là quan trọng. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng có một cái đoạn thơ ở đây. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc, Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai xương say dã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Thế thì đối với câu thơ đầu tiên này chúng ta sẽ có những ý như thế nào? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Chúng ta sẽ phân tích những ý nào đây ạ? Chị thử mời một bạn nhé. Chị thử mời một bạn này. Chị mời... Để uh... chị xem nhé, chị mời một thử một bạn nhé chị mời uh, phương nhi nào phương nhi theo em thì chúng ta cần phải phân tích những ý nào ạ phương nhi ồ oh. không thấy đâu rồi ok mời một bạn khác nhé chị mời một bạn khác nhé nam phương nam phương nào dạ à, em nghe nào chúng ta sẽ phải phân tích những ý gì ở đây ạ à? đối với thơ thì chúng ta sẽ chú ý tới những cái gì chúng ta sẽ chú ý tới hình ảnh này từ ngữ này biện pháp tu từ này gieo vần này nhịp điệu này chủ thể chữ tình này thế thì nam phương ơi ở câu này mình sẽ để ý tới những cái gì đấy hả em ý nào cần phân tích ừ. đấy dạ yeah, đầu tiên là cụm từ đất nước ạ à. à chính xác có nghĩa là mình phải làm một cái chung trước đúng không có nghĩa là mình sẽ đi lý giải vì sao đất nước lại được viết hoa đúng không yeah. bởi vì đây là một cái ý rất là đặc biệt và nó là cái ý xuyên suốt trong cả cái trích đoạn này rồi nào tiếp tục nào ý gì nữa em dạ yeah, um chủ thể chữ tình sưng hô là à, chính xác ta yeah. đúng ý gì nữa nào um... động từ gì nào từ đã ngữ có nào này à? à lớn lên này đúng không đã có rồi này rất chính xác thì đây sẽ là những cái ý mà chúng ta cần phải phân tích nhá Bây giờ chúng ta thấy rằng là ok 1, 2, 3, 4 ý Bây giờ bắt đầu phân tích này như sau Trước tiên nhá, ý số 1 Khi mà các bạn thiết lập được như thế Thì các bạn sẽ thấy nó rất là khoa học Và điều quan trọng hơn là các bạn có được Một cái trình tự nhá Quan trọng hơn là các bạn có được Một cái trình tự các bạn viết Được chưa nào? Quan trọng hơn là các bạn có được một cái trình tự Để các bạn viết và các bạn sẽ không bị sót ý Bây giờ chúng mình có nhá hai chữ đất nước vang lên trong trang thơ đầy thiết tha chiều mến độc giả sẽ phát hiện một điều khác lạ đó là xuyên suốt cả đoạn thơ này từ đất nước đều được viết hoa chia sẻ về lý do tại sao lại trình bày như vậy nguyễn khoa điểm lý giải với ông đất nước không đơn thuần là vùng đất vô tri đất nước là nhân vật là sinh thể có tâm hồn và với cách viết này cũng đồng thời bày tỏ sự trân trọng của tác giả với những tình cảm thành kính thiêng liêng dành cho đất nước. Thì các bạn ơi, ở đây á, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái cách thiết lập khác, một cái cách lập luận khác đấy là các bạn trích ra. Các bạn trích ra cái trích dẫn mà Nguyễn Khoa Điểm ông ấy chia sẻ ông ấy tâm sự rằng tại sao đất nước lại viết hoa ấy thì các bạn trích dán trực tiếp thì các bạn sẽ cho trong ngoặc kép. Còn ở đây là chị hiên chuyển thành cái lời văn của mình thì chị yên không đặt trong ngoặc kép nhá thì về cái việc là nêu ra cái nhận định ở trong mỗi cái bài phân tích thì chúng ta sẽ có hai cái cách đấy chị nhắc lại. Cách thứ nhất là chúng mình sẽ trích trực tiếp nguyên văn câu nói đó để trong dấu ngoặc kép và cách thứ hai là mình sẽ trích một cách gián tiếp các em nhá, thì là mình sẽ chuyển thành lời văn của mình. Ok chưa nào? Sau đó bắt đầu này. Điệp từ đất nước vang vọng suốt cả bản trường ca như một khúc nhạc thiết tha gợi cảm xúc đưa ta về một miền không gian nối dài từ quá khứ, hiện tại đến tương lai hai từ thiêng liêng ấy không chỉ xuất hiện trong thơ của nguyễn khoa điểm mà còn làm bạn với rất nhiều thi sĩ khác đây là gì đây là liên hệ mở rộng so sánh văn học đấy nhá ok chưa nào so sánh văn học và cái mục đích thể hiện so sánh văn học ở đây của tôi á đó là gì đó không phải là mục đích tôi muốn tôn vinh cái vấn đề và tôi muốn cho mọi người thấy rằng đất nước nó là một cái đề tài rất rộng mở Và tôi muốn cho mọi người thấy được cái gì ạ? Thấy được cái sự hiểu biết phong phú của tôi Đấy là mục tiêu trước tiên Ok chưa ạ? Đây ạ Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là dập dờn mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều. Hay, đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe xỉu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng im rồi và đất nước cứ như thế trở thành một danh từ thiêng liêng trong trái tim của bất cứ ai chỉ cần trái tim còn đập trong lồng ngực nhỏ ý thơ của nguyễn khoa điềm bàn về vấn đề chính luận thời sự nhưng lại sử dụng đại hồ đại từ xưng hô ta thứ hai đây ý thứ hai đây từng ý một hôm trước phân tích đã nói rồi hướng dẫn đã biết cách làm rồi không ạ? À? Chứ không phải là đến hôm nay mới nói Đây là cái việc, một trong những cái việc Mà các bạn cần phải, tại vì sao mà chị Hiên nói rằng là Học kiến thức nền là phải học rất là chắc Bởi vì là tất cả những chất liệu của bài viết này Đặc biệt trong cái luận điểm nhiều điểm nhất Luận điểm phân tích Là phải sử dụng kết hợp cái chất liệu Về kiến thức nền mà chúng ta đã được gì ạ? À? à, chúng ta đã được trau rồi Thế nên là các bạn phải chú ý cái điều đấy giúp chị nhá Ý số 2 này Nhưng lại sử dụng đại từ xưng hô ta thể hiện nét tâm tình trò chuyện thân mật giữa người con trai với người con gái giữa anh và em về đất nước người con trai ở đây ta như đang muốn cắt nghĩa lý giải về cội nguồn về sự lớn lên của đất nước cho người con gái anh yêu tuy nhiên nếu mở rộng ý thơ ta ở đây cũng có thể coi là tất cả mọi người là một cách nói bao hàm đại diện cho dân tộc việt nam Cách xưng hô này khiến cho vấn đề trừu tượng lớn lao như đất nước nay trở nên gần gũi, rõ ràng, cụ thể. Điều này thể hiện rất rõ phong cách thơ trữ tình chính luận của tác giả. Xong. Thấy không ạ? À? Mình phân chia ra là à cái ta này thể hiện theo mấy ý. Ý thứ nhất là lời của người con trai nói với người con gái. Và ý thứ hai là gì nhỉ? À đó chính là đây cũng là một cái sự đại diện cho tất cả mọi người đại diện cho dân tộc Việt Nam. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị yên nhá, được không ạ? À? Rồi sau đó bắt đầu ý tiếp theo đã có rồi đấy. Đây ạ, à. ba. Từng ý một. Thế thì qua đây các bạn có thấy không? Các bạn có nhìn nhận ra được cái vấn đề gì là quan trọng nhất không? Một trong những cái vấn đề cực kỳ quan trọng trong thơ, trong phân tích mà từ trước đến giờ các bạn luôn làm tắt. Đó là các bạn không có xác định ý mình sẽ viết là gì Thế nên thành ra mới bị rơi vào trường hợp thiếu ý Viết lộn ý Đáng lẽ cái ý đó đến cuối cùng mới viết thì cuối cùng lại đưa lên đầu tiên Mà trong khi rõ ràng là phải sắp xếp nó ở cuối thì mới hợp lý Đấy, thế nên là các em sẽ chú ý giúp cho chị nhé Cái này rất quan trọng nha Sắp xếp ý, gạch ý và sắp xếp ý là vô cùng quan trọng Đương nhiên khi mà các bạn luyện tập nhiều rồi á thì các bạn sẽ có được một cái sự trải nghiệm đủ để các em có thể tự chủ động tư duy trong đầu. Nhưng chị thì chị vẫn khuyên là các bạn hãy nên gạch nhanh các ý ra nháp để một lát nữa các bạn sẽ theo đúng cái sườn đấy các bạn viết. Khi mà được như vậy á, thì chắc chắn là cái phần viết của các bạn sẽ trước tiên là đúng và đủ đã. Chị nghĩ đấy là một trong những cái tiêu chí đầu tiên chúng ta cần phải hướng tới. Đó là đúng và đủ. Còn chưa nói tới sâu và hay. Trước tiên là cứ phải đúng và đủ trước cái đã. Thì mình nghĩ đến cái việc 8 cộng. Sau đấy sâu và hay thì sẽ nghĩ tới cái việc 9 cộng. Nhá, rồi, tiếp tục này, ý tiếp theo là đã có rồi này. Nhà thơ khẳng định sự hình thành của đất nước qua ba chữ đã có rồi, khiến cho hình ảnh đất nước bỗng sừng sững hiện hữu trong lòng người đọc. Theo cách lý giải của Nguyễn Khoa Điềm thì, đây, đây là trích cho trong ngoặc kép là lời của tác giả nha. Đấy như chị Yên vừa nói đấy, trích dẫn nhận định là sẽ có hai cái cách này ạ. Ok chưa nào? đất nước là một giá trị lâu bền vĩnh hằng đất nước được tạo dựng được bồi đắp qua nhiều thế hệ được truyền từ đời này sang đời khác cho nên khi ta lớn lên đất nước đã có rồi lời khẳng định này thể hiện sự tự hào mãnh liệt về sự trường tồn của đất nước qua mấy ngàn năm lịch sử đất nước cũng như trời và đất khi ta sinh ra đã có đất và trời Ta không biết được đất nước hình thành từ bao giờ, chỉ thấy đất nước đang hiện diện xung quanh ta với những gì thân thương nhất. Đây chính là một cái sự kết nối để tôi dẫn tới cái ý tiếp theo. Ok không ạ? À? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Đấy, hiện lên với những gì thân thương nhất và một lát nữa tôi sẽ làm rõ tất cả những cái gì thân thương nhất ấy qua 7 câu thơ tiếp theo. Được chưa ạ? À? Đây, chúng ta bắt đầu có này những câu thơ tiếp theo của tác giả triển khai và làm sáng rõ vấn đề được nêu ra ở câu thơ đầu đất nước đã có từ rất lâu đời đúng không ạ à ngược về quá khứ xa xôi tuổi thơ của mỗi người lớn lên trong những lời du những câu chuyện cổ tích của bà của mẹ đây là cái gì đây là câu dẫn đấy lại tiếp tục dẫn vào một đoạn thơ tiếp theo đấy dẫn vào một câu thơ tiếp theo để chuẩn bị phân tích đấy em ơi hãy luôn nhớ cái này nhé câu dẫn rất quan trọng câu dẫn sẽ làm cho phần bài viết của các em trở nên mềm mại câu dẫn sẽ làm cho phần bài viết của các bạn có được những cái chất kết dính cực kỳ tốt không khiến cho cái lời văn của các bạn bị đứt gãy bị rời rạc mà chị thì chị tin rằng chẳng bạn nào trong lớp mình mong mong muốn một cái bài viết mà nó đứt gãy và nó rời rạc đâu, đúng không? Các em luôn mong muốn là chúng ta viết phải có cái sự liền mạch, phải có cái sự uyển chuyển từ ý này sang ý khác. Thì cái sự liền mạch và uyển chuyển đó nó được tạo nên từ chính những cái từ nối, những cái câu nối từ câu văn này với câu văn kia, nối đoạn văn này với đoạn văn kia để tạo ra một cái trình thể bài văn hoàn chỉnh các em nhé. Ok chưa nào? Thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này, chúng ta sẽ có tiếp tục ngược về quá khứ xa xôi, tuổi thơ của mỗi người lớn lên trong lời du những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ, trích thơ nhá đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể. bắt đầu phân tích và làm rõ này, uhm, bắt đầu phân tích và làm rõ nhé. tác giả đã mượn chất liệu dân gian để diễn tả về sự ra đời của đất nước và trong câu thơ này cái trọng tâm nhất mà chị chú ý đến như chị đã nói là viết văn không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ phân tích đều đều như nhau bình bình như nhau bây giờ các em nhìn vào câu thơ này thì các bạn cũng đã thấy là cái chữ đất nước là mình đã làm rõ ở phía bên trên rồi đúng không mẹ thường hay kể thì nó cũng không có cái giá trị gì nhiều và cái cụm từ được coi là gì ạ được coi là cái điểm sáng nhất của câu thơ này mà chúng ta cần phải trọng tâm nhất đó là cái gì đó là cái cụm ngày sửa ngày xưa này này Đấy, thế nên là chúng ta sẽ phân tích và làm rõ trọng tâm và cái ý đó nhá Các em nhá Thì ở đây chúng ta sẽ có này Tác giả đã mượn chất liệu dân gian Để diễn tả về sự ra đời của đất nước Bốn ừ. chữ ngày sửa ngày xưa đưa chúng ta về một miền thăm thẳm xa xôi Làm cụ thể cái cụm ngày sửa ngày xưa nhá Được biểu hiện qua những cái gì nhá Thì ở đây chúng ta có được biểu hiện qua cái gì Nơi đó có hình ảnh của cô tấm dịu hiền thạch xanh lương thiện các em ơi các em để ý cách chị yên viết nhá chị gieo vần trong văn luôn đấy ạ được không ạ à? nhá có phải là khi mà mình gieo vần trong văn như thế này thì mình đọc cái phần bài viết của mình nó cũng sẽ thấy hay hơn không các em hiểu chị không khi mà mình biết gieo một chút vần với những cái vế câu mà nó kiểu đối nhau nó cứ liền mạch liền mạch á đó. đó những cái vế mà cứ dồn đẩy á thì với cái cấu trúc như nhau thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động là gieo vần nhưng đương nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng gieo vần trong khiên cưỡng điều quan trọng hơn chị cho rằng là trước tiên là chúng ta cứ phải viết đúng cái đã thì các bạn không cần nhất thiết phải áp dụng cái này ngay nhưng nếu như được đặc biệt trong phân tích thơ mà nếu như chúng ta cũng tạo ra được một cái nhịp điệu trong phần bài viết của mình thì chị cho rằng là đó là một cái điều hết sức tuyệt vời được không ạ chị cho rằng đó là một cái điều hết sức tuyệt vời nhá thì các bạn có thể thử áp dụng Ok chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này. Nơi đó có hình ảnh của cô tấm dịu hiền thạch xanh lương thiện. Bà tiên và ông bụt với những phép màu kỳ diệu giúp đỡ cho những người ở hiền gặp nạn. Là người Việt, ai mà không biết tới những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ em đềm đó. Và đất nước, có trong những điều xa xưa ấy, tức là đất nước đã xuất hiện trước khi những câu chuyện này có mặt trong kho tàng dân gian đầy sắc màu. Khi những câu chuyện cổ tích có mặt trong đời sống tinh thần phong phú của nhân dân ta, Ta lại thấy hình hài đất nước trong đó là một đất nước của nền văn học dân gian đặc sắc với những câu chuyện cổ tích truyền thuyết. Chính những câu chuyện và lời du thân quen thuộc nào là nguồn sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn ta hướng về những điều tốt đẹp. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Giả đã từng rất xúc động khi viết về ý nghĩa của kho tàng truyện cổ. À các bạn ơi, thì các bạn sẽ chú ý là đây là liên hệ mở rộng thêm đây ạ. Được không ạ? Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, thương người rồi mới thương ta yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm xong bắt đầu được không ạ à? sử dụng những cái từ kết nối không chỉ không chỉ có trong cái ngày sửa ngày xưa câu dẫn đấy kết nối đấy để dẫn ra một cái ý thơ tiếp theo đấy nguyễn khoa điểm còn xác định buổi ban đầu ấy qua một nét sống giản dị trở thành phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân ta đó là tục ăn trầu lại bắt đầu dẫn vào câu thơ tiếp theo đó cứ lần lượt lần lượt như vậy nhá đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn à các bạn ơi thế thì bây giờ khi mà đến cái ý này thì mình sẽ phải tư duy cái gì là quan trọng nhất hình ảnh miếng trầu là quan trọng nhất đúng không ạ trên thì là ngày xưởng ngày xưa đến bây giờ đến câu thơ này thì là hình ảnh miếng trầu là quan trọng nhất Thế thì bây giờ mình bắt đầu làm rõ nhá. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu như nhìn vào cái cấu trúc của cái đoạn thơ này, các bạn sẽ thấy là dường như mỗi cái câu thơ sẽ thể hiện một cái hình ảnh. Thế nên là chúng ta việc của chúng ta là hãy bám vào cái hình ảnh đó, bởi vì nó là cái ngữ liệu rất là tốt để chúng ta có thể khai thác. Được không ạ? À? Đây nhá. Chúng ta sẽ có này. Hình ảnh đất nước lớn lao kỳ vĩ đối lập với hình ảnh miếng trầu bé nhỏ. Rõ ràng là đang nói về đất nước, đúng không mà chúng ta đều biết rằng đất nước là những cái gì rất lớn lao, rất kỳ vĩ Vậy mà bây giờ lại đưa ra một cái ý thơ đó là đặt đất nước và miếng trầu đang ở trong cái tâm thế là ngang bằng lẫn nhau Thế thì chúng ta mới đi đến một cái kết luận là gì? Hình thức câu thơ có vẻ phi lý nhưng lại cực kỳ hợp lý xuất phát từ chân lý À chơi chữ nha Những điều lớn lao đều được bắt đầu từ những điều nhỏ bé và câu chuyện đã gợi nhắc về chuyện cổ tích sự tích trầu cao được xem là câu chuyện xưa nhất trong các câu chuyện cổ. Tục ăn trầu của người Việt Nam cũng bắt nguồn từ chính câu chuyện này. Điều đó cho ta thấy miếng trầu nhỏ bé được nhắc tới chứa đựng. Đó là cả 4.000 năm lịch sử, 4.000 năm phong tục cùng truyền thống hiếu khách, miếng trầu là đầu câu chuyện trải qua thời gian đằng đẵng miếng trầu trở thành một hình ảnh thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người việt đó là miếng trầu giao duyên miếng trầu cưới hỏi và từ đó hình ảnh này trở nên quen thuộc trong thi ca lại tiếp tục đưa liên hệ mở rộng vào. Các em ơi, chúng ta có thể linh hoạt và đặc biệt là đối với những cái tác phẩm viết về đề tài đất nước các em ơi, có quá nhiều những cái ngữ liệu liên hệ mở rộng để chúng ta có thể sử dụng. Đương nhiên là chúng ta vẫn phải cân bằng theo cái mức độ phân chia về dung lượng như chị đã nói với các bạn là từ 15 cho đến 20% cho liên hệ, đúng không ạ? Còn lại 75 đến 80% là chúng ta vẫn phải trọng tâm vào việc là phân tích vấn đề chính các em nhé. Ok chưa nào? Rồi Những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng À, được không ạ? À? à, rồi, bởi vì là tục ăn trầu đấy Đúng không ạ? Nhuộm răng ăn trầu đấy Đúng chưa nào? Rồi, bên cạnh những phong tục tập quán tốt đẹp trở thành khởi nguyên cho đất nước Nguyễn Khoa Điềm còn nhấn mạnh vào quá trình lớn lên của đất nước, song hành cùng truyền thống giữ giặc đánh giặc giữ nước 4.000 năm. Lại là một câu dẫn để truyền ý. Đúng không? lại là một câu dẫn để truyền ý nhá. Các bạn chú ý nhá. Rồi, đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre và đánh giặc. Hai chữ lớn lên để chỉ sự trưởng thành của đất nước. Câu thơ gợi nhắc bạn đọc tới hai hình ảnh cây tre và truyền thuyết Thánh Gióng đấy. Vẫn tương tự như vậy thôi, phải thật là trọng tâm chú tâm vào hình ảnh. Được không ạ? À? Phải chú tâm vào hình ảnh và làm rõ hình ảnh bằng những câu hỏi. Hình ảnh đó là gì? Hình ảnh đó được miêu tả như thế nào? Hình ảnh đó có ý nghĩa gì đối với việc thể hiện nội dung và tư tưởng của tác phẩm cũng nội dung của tác phẩm và tư tưởng của tác giả? Đấy là những cái câu hỏi mà chúng mình cần phải đặt ra để chúng ta có thể à nhìn cái vấn đề nhìn cái khía cạnh trên nhiều góc độ, nhìn nó bên này, ngắm nó bên kia để có thể đưa ra được một cái phần phân tích chính xác nhất và toàn diện nhất các em nhá. Hết sức chú ý giúp chị này. Rồi, bao đời nay che không còn là hình ảnh xa lạ đối với người đời sống của người dân việt nam nó đã đi vào trong những tác phẩm thơ ca nhạc họa với những đặc điểm tượng trưng cho phẩm cách con người việt nam như nguyễn duy từng viết che xanh xanh từ bao giờ chuyện ngày xưa đã có bờ che xanh thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành che ơi ở đâu che cũng xanh tươi cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu bắt đầu liên hệ một cái phần mở rộng đấy ạ đúng không rồi, người Việt Nam giống như những cây tre thẳng tắp, mạnh mẽ, kiên cường. Cây tre ấy cũng gắn liền với hình ảnh thánh gióng. Cậu bé vụt lớn trở thành tráng sĩ nhổ tre bên đường diệt giặc ân khỏi bờ cõi Việt. Ta như thủa xưa thần phù đồng vụt lớn lên đánh đuổi giặc ân. Cũng từ đó, thánh gióng trở thành biểu tượng khỏe khoắn của tuổi trẻ Việt Nam. Truyền thống vẻ vang ấy đã đi theo suốt chặng đường lịch sử dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã có biết bao nhiêu người con gái con trai sẵn sàng lên đường ra mặt trận. Họ đưa ra đi, mang theo lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Những tháng năm ấy và cả những năm tháng sau này, truyền thống yêu nước vẫn luôn là cội nguồn, là dòng huyết chảy trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Đó, ví dụ là như vậy. Phân tích hai hình ảnh quan trọng nhất. Đó là gì ạ? Đó là hình ảnh cây tre, hình ảnh thánh gióng. Một cái đứa trẻ lên 3 tuổi Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đánh giặc Nhổ che bên đường làm vũ khí đánh đuổi giặc ân Đúng không? Thế thì các bạn có thể phân tích Theo những cái hình ảnh trọng tâm của cái câu thơ là như vậy Các em nhá Chú ý giúp chị Được không nào? Hãy chú ý giúp chị điều đó Nhá Rồi Sau đó chúng ta sẽ cùng chuyển sang này Cùng với đó Những cái từ kết nối rất đơn giản các em ạ Không có gì phức tạp Chị nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể chủ động linh hoạt sử dụng những cái từ kết nối như thế này nó không có khó khăn nặng nhọc gì cả chị nghĩ là như vậy bản chất là nó không có khó khăn và nặng nhọc gì hết đâu cái điều quan trọng nhất là gì điều quan trọng nhất là các bạn đã linh hoạt để sử dụng nó hay chưa thôi bởi vì một trong những cái vấn đề rất lớn của các em ở thời điểm hiện tại nhé chị nghĩ đó chính là cái sự diễn đạt có nghĩa là chị đọc nhiều bài viết của các bạn mà chị thấy là các bạn giống như là đặt ý vào thôi chứ các bạn chưa có làm mềm mại được nó các bạn chưa có làm hay được nó như vậy thì uổng lắm rõ ràng là chúng ta đã có một cái bài viết đúng và đủ rồi tôi cần thêm hai cái yếu tố nữa là sâu và hay vậy thì hãy cố gắng thêm một chút nữa được không để mình có thể chủ động sử dụng những cái từ kết nối để mình có thể chủ động sử dụng những cái câu kết nối để làm cho cái phần bài viết của mình tốt hơn và hay hơn trong khi khả năng của chúng ta là hoàn toàn có thể làm được chị nghĩ là như vậy được không ạ à? khả năng của các bạn là các bạn hoàn toàn có thể làm được cái đó điều quan trọng là gì ạ điều quan trọng là các bạn đã làm hay chưa thôi nhá điều quan trọng là các bạn đã làm hay chưa thôi nên là hãy cố gắng lên hãy cố gắng để kết nối được không nào hãy cố gắng để kết nối nhá rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này cùng với đó đất nước đã có từ lâu đời gắn liền với những thuần phong mỹ tục tốt đẹp như nhà thơ đề cập tóc mẹ thì bới sau đầu bắt đầu giải thích cho cái đó được không ạ à? bắt đầu giải thích cho cái hình ảnh đó bởi vì nó đã mang nghĩa tường minh rồi nên bây giờ mình giải thích tại sao lại có tục đó do công việc trồng lúa nước phải lội xuống ruộng nên người phụ nữ bới tóc cho gọn gàng lâu dần điều đó trở thành nét đẹp mang đậm tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam tóc cuộn búi cao sau gáy tạo cho người phụ nữ một vẻ đẹp nữ tính thuần hậu rất riêng nét đẹp ấy khiến người đọc chúng ta nhớ tới câu ca sao tóc ngang lưng chừng vừa em bới được không ạ à? lưng vừa chừng em bới để chi dài cho dối lòng anh không chỉ thế, đấy, lập luận là thế, kết nối là thế, sử dụng những từ rất đơn giản nhưng lại phát huy hiệu quả rất cao. Không chỉ thế, Nguyễn qua điểm còn cảm nhận về đất nước thông qua lối sống tình cảm gắn bó giữa người với người, quan hệ đối xử giữa vợ và chồng, tình yêu thủy chung giữa vợ chồng, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. À, lấy một cái liên hệ mở rộng trước khi bắt đầu phân tích này. Trong kho tàng ca dao tục ngữ có câu Tay bưng đĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bắt đầu giải thích. Muối và gừng vốn là những gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Nguyễn Khoa Điểm mượn câu ca dao, mượn vị mặn của muối, vị cay nồng của gừng để nói về tình yêu dài lâu, nồng thắm, tình cảm thủy chung, sự gắn bó keo sơn giữa vợ và chồng để làm nên một gia đình chứa chan hạnh phúc yêu thương. Đó cũng là một truyền thống quý báu của nhân dân ta đó không chỉ vậy đất nước đã có rất lâu trong tiến trình phát triển của đời sống cuộc sống đời thường cội nguồn của đất nước cũng được tác giả cảm nhận từ cách đặt tên giản dị một cái ý tiếp theo đấy ạ à cái kèo cái cột thành tên ấy ngôn ngữ việt nam có từ lâu đời bắt nguồn từ việc đặt tên cho những vật dụng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày lấy tên của chính những vật dụng ấy để gọi tên con cái bởi xa xưa, người Việt đã quan niệm đặt tên cho con càng xấu thì càng dễ nuôi. Hơn thế là cảm nhận của Nguyễn Qua Điềm về truyền thống của người Việt Nam cần cù, chịu khó, gắn với một nền văn minh nông nghiệp. Để đất nước có được như ngày hôm nay, không thể không kể tới công sức lao động của thế hệ ông cha. Hay nói cách khác là quá trình dựng nước, hạt gạo phải một nắng hai xương say dã dần sàng. Bằng thành ngữ một nắng hai xương kết hợp với một loạt động từ say dã, dần, sàng đã diễn tả rất cụ thể công việc của nhà nông, kèm theo đó là nỗi vất vả cực nhọc. Lời thơ của Nguyễn Qua Điểm như phảng phất lời ca dao cũng là lời khuyên răn, liên hệ mở rộng ạ. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Thành ngữ một nắng hai xương gợi ra sự cần cù, chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động của ông cha ta. Để làm ra hạt gạo ăn mỗi ngày là một quá trình đầy vất vả. Thấm vào trong hạt gạo nhỏ bé ấy là mồ hôi mặn, là những nhọc nhằn của người nông dân tần tạo sớm hôm. Đất nước của chúng ta trưởng thành từ những vất vả lam lũ, một nắng hai xương như thế. Đó, đơn giản thế thôi. Thế thì các em ơi, sau cái phần mà chị vừa mới phân tích cùng với các bạn 7 câu thơ trên, thì các em thấy cái quan trọng nhất của chúng mình là gì? Là chú trọng vào hình ảnh, đúng không? Và từ ngữ, biện pháp tu từ, Đúng không? Và gì? Chủ thể chữ tình. Ok chưa ạ? Đấy là những cái yếu tố mà chúng mình sẽ cần phải quan tâm đối với bảy câu thơ phía trên. Và chị thấy rằng là cái việc chúng ta khai thác nội dung từ hình ảnh á, nó là một cái thao tác rất là quan trọng mà các bạn cũng sẽ cần phải chú ý giúp chị nhá. Ok chưa nào? Rồi và cuối cùng một này, 171 mà. Nhá. Bây giờ sẽ là câu thơ cuối cùng này. Và sau tất cả những diễn giải ấy, tác giả một lần nữa khẳng định cội nguồn của đất nước với niềm tự hào mãnh liệt nhất. Đất nước có từ ngày đó, đất nước thì không cần phải giải thích nữa rồi. Vậy thì cái cụm này sẽ là cái cụm mà chúng mình cần phải trọng tâm này, ngày đó. Ngày đó là ngày nào, đúng không ạ? Nhưng mà mình đọc cái cái đoạn trích này thì mình cũng tự tự hỏi mình thế. Ông Nguyễn Qua Điểm ông ấy nói rằng là gì ạ? Đất nước có từ ngày đó thế thì bây giờ mình mới tự đặt ra một cái câu hỏi mình mới hỏi là gì ạ vậy thì đất nước đúng không ạ ngày đó là ngày nào đó thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây ạ ngày đó là một từ mang tính chất phiếm định về thời gian ngày đó không biết chính xác là ngày nào chỉ biết rất rõ một điều đất nước của chúng ta đã tồn tại từ rất lâu đời được không ạ từ khi có những câu chuyện cổ tích truyền thuyết thời điểm bắt đầu những thuần phong mỹ tục truyền thống đánh giặc giữ nước và cả nền văn minh lúa nước được lưu giữ ngàn đời thống kê lại tất cả những cái gì mà mình vừa làm ở phía trên đấy ạ đúng không những nét văn hóa đẹp đẽ nhất đã được nguyễn khoa điềm đưa vào thơ mình một cách tự nhiên chân thật để mỗi người đọc hiểu rằng văn hóa chính là đất nước và chúng ta cần phải có trách nhiệm hiểu biết gìn giữ những giá trị cốt lõi này được chưa nào? Một cái đoạn khái quát nho nhỏ ở đây nhá. Khái quát tiểu kết thôi chứ chưa phải là khái quát về đặc sắc nội dung nghệ thuật đâu. Được không ạ? À? à ok. À không, đây là phần khái quát đặc sắc nội dung nghệ thuật rồi đây này. Chị đưa cái phần này lên trước này. Được không ạ? À? Ok chưa nào? Đây là chị đưa phần này lên trước này thật ra là chúng ta nên tách ra thành một cái luận điểm riêng. Được không ạ? À? Thì ở đây là như chị đã nói đấy, cái việc là chúng ta giải quyết yêu cầu phụ trước hay là chúng ta khái quát về nội dung nghệ thuật trước nó không quá quan trọng. Cái này sẽ dựa vào tư duy trình bày của mỗi người đối với từng bài. Và ở đây thì như chị Hiên lựa chọn là chị Hiên sẽ khái quát về nội dung đặc sắc nội dung nghệ thuật luôn. Sau đó thì chị sẽ giải quyết yêu cầu phụ. Thì các bạn hãy nhớ giúp chị nhé, cái này không phải bắt buộc nhé. Không phải bắt buộc là nhất định nó phải ở vị trí đấy. Mà cái điều quan trọng là chúng ta sẽ linh hoạt làm sao để có được một cái phần trình bày nó phù hợp nhất. Ví dụ như thế này. Chín dòng thơ không những thuyết phục bởi tư tưởng chính luận, mà còn đi vào lòng người bởi vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo trong đoạn thơ cấu trúc câu đất nước đã có đất nước bắt đầu đất nước lớn lên đất nước có từ cho phép hình dung ra cả một quá trình sinh ra lớn lên trưởng thành của đất nước trong thời gian trường kỳ kết hợp với đó là điệp từ có đã được kết nối thành những hình tượng trận tưởng chẳng liên quan gì đến nhau thành một khối chỉnh thể không thể tách rời khẳng định sự hiện hữu vừa có tính truyền thống vừa đầy ân tình sâu nặng của đất nước như một nét riêng không thể hòa lẫn. Nhà thơ cũng thật khéo léo khi sử dụng cách nói giản dị, tự nhiên, đậm đà màu sắc dân gian quen thuộc, nhưng trong một thể loại hết sức mới mẻ, đó là thể loại trường ca. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm rõ cái luận điểm đó chính là làm rõ về cái yêu cầu nâng cao. Thì chúng ta thấy rằng là yêu cầu nâng cao của chúng ta ở đây đó là quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Thế thì có nhiều bạn mới hỏi chị rằng là chị ơi, thế quan niệm và tư tưởng ạ, thì có gì giống và khác nhau hả chị? Thì chị mới trả lời các bạn rằng là cái tư tưởng đó là cái lớn. Nhá, chú ý giúp chị là như vậy. Tư tưởng nó là cái lớn. Còn gì ạ? Còn quan niệm thì nó sẽ là cái nhỏ hơn. Cái tư tưởng của chúng ta sẽ được thể hiện qua những cái quan niệm của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ sẽ hết sức chú ý giúp cho chị cái này nhá Tư tưởng của chúng ta sẽ được thể hiện qua quan niệm của chúng ta Nên là nó cũng liên quan đến nhau đấy Nên là có nhiều bạn nói với chị rằng là Ôi chị ơi, em lại dùng nhiều cái từ tư tưởng hơn thì có sai Về bản chất là nó đang giao thoa với nhau Em hãy chú ý giúp chị là như thế nhá Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước Thì đất nước với Nguyễn Khoa Điềm là đất nước như thế nào? à đất nước của nguyễn khoa điểm đó là đất nước của nhân dân đúng chưa ạ là đất nước của nhân dân và cụ thể cái lý giải về đất nước của nhân dân đối với nguyễn khoa điểm ở trong cái đoạn thơ này thì chúng ta thấy rằng đó là một cái hành trình đi lý giải về cội nguồn của đất nước và đất nước trong nguyễn khoa điểm là đất nước gắn liền với tất cả những cái gì nhỏ bé nhất đúng không ạ đều mặc dù là những cái thứ rất là nhỏ bé nhưng lại là những cái điều vô cùng vô cùng thiêng liêng Đúng không ạ Chúng ta có thể thấy rằng Đây, nhìn lại bao quát đoạn thơ Ta thấy Nguyễn Qua Điểm sử dụng Cấu trúc tổng phân hợp rất chặt chẽ Đoạn thơ có sự hài hòa Giữa chất chữ, chữ tình và chính luận Được viết bằng chiều sâu trí tuệ văn hóa Được viết bằng những dung cảm Của cảm xúc nên rất dễ đi vào lòng người đọc Trả lời cho câu hỏi Đất nước có từ khi nào Nguyễn Qua Điểm đã chiêm nghiệm lựa chọn những chi tiết hình ảnh hết sức thân thuộc trong đời sống gia đình, đời sống lao động hàng ngày trong câu chuyện cổ tích giữa những trong câu chuyện cổ và tình cảm giữa những người thân yêu. Lịch sử đất nước ta không được cắt nghĩa bằng những vương triều nối tiếp, nhưng sự kiện trong lịch sử trọng đại mà bằng đời sống văn hóa tâm linh, bằng phong tục tập quán lâu đời còn truyền lại. Bắt đầu này, như vậy. Cội nguồn sâu thẳm của quá trình sinh ra lớn lên phát triển, đất nước đã gắn liền với nhân dân. Do đó, quan niệm về đất nước cũng chính đồng thời là tư tưởng đất nước của nhân dân là tư tưởng chủ đạo của đoạn trích đã thấm nhuần, được không ạ? Tư tưởng này không phải đến Nguyễn qua Điềm mới có, mà nó là cả một quá trình lâu dài để khẳng định trong lịch sử văn hóa dân tộc. Lật dở từng trang trong lịch sử dân tộc, ta có thể thấy tư tưởng đất nước của nhân dân có nhiều chuyển biến trong từng thời kỳ, liên hệ mở rộng thêm. Trong thời kỳ trung đại, đất nước gắn liền với gì ạ? Với quân vương, Nam Quốc Sơn Hà gắn liền với triều đại Bình Ngô Đại Cáo trong Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi. Thời cận đại, một số trí sĩ yêu nước như Phan Bộ Châu, Phan Châu Trinh cũng đã nhìn ra sức mạnh và vai trò to lớn của nhân dân. Bác cũng luôn nhắc nhở, đảng ta phải biết lấy dân làm gốc. Dù ở thời đại nào, các nhà tư tưởng lớn vẫn nhìn thấy vai trò và sức mạnh của nhân dân đối với đất nước. Nhân dân gánh trên đôi vai của mình đất nước đi suốt cuộc trường trinh, cũng như những cuộc khai khẩn đất đai miền rộng bờ cõi. Điều này khiến các nhà thơ nhà văn hiện đại đã có một ý thức rõ rệt, tuy nhiên để tư tưởng đất nước của nhân dân trở thành cảm hứng chủ đạo xuyên thấm, mọi biểu hiện tinh tế nhất của hình tượng đất nước lại cảm nhận được một cách toàn diện và sâu sắc trên nhiều bình diện thì đóng góp đặc sắc của Nguyễn Khoa Điềm thực sự là một viên ngọc sáng. Bằng tiếng thơ của mình, Nguyễn Khoa Điềm đã lý giải cho bạn đọc về cội nguồn đất nước, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây không phải một quan niệm mới mẻ nhưng cách thể hiện của Nguyễn Khoa Điềm lại rất độc đáo. Quan niệm ấy được truyền tải một cách tự nhiên, gần gũi, tạo ra những rung cảm cho bạn đọc. Thành công khi thể hiện quan điểm đất nước của nhân dân là Nguyễn Khoa Điềm đã lựa chọn cho mình những chất liệu văn hóa phù hợp, đó là chất liệu văn hóa dân gian. Văn hóa dân gian trong tác phẩm nói chung và trong đoạn trích nói riêng, đó là những câu tục ngữ ca dao, những làn điệu dân ca, những câu chuyện cổ tích, những phong tục tập quán mà Nguyễn Khoa Điềm đã chiêm nghiệm chọn lọc dựa trên vốn hiểu biết am tường và sâu rộng của mình. Và quan niệm đó vừa có tính kế thừa, vừa mang phát triển ý nghĩa triết lý rộng lớn. Đất nước vốn là khái niệm không gian, đã được các nhà thơ thời gian hóa, từ phạm trụ khách quan, chuyển hóa thành chủ quan, đất nước kết tinh, hóa thân trong cuộc sống của mỗi con người. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta tìm một cái câu cốt lõi ở trong cái đoạn này, các bạn sẽ thấy rất rõ ràng. Đó chính là gì ạ? Quan niệm về đất nước, đó là đất nước này là đất nước của nhân dân. Và đất nước này là đất nước gắn với những cái điều nhỏ bé. Đất nước này là một đất nước gắn với văn hóa, những cái phong tục tập quán, với những cái câu chuyện cổ tích, với những cái truyền thống đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta. Đó, thì các bạn hãy chú ý